Trong quá trình hướng dẫn nhiếp ảnh thì tôi thấy rất nhiều bạn mới chơi chụp hình toàn bị dư sáng, và dư sáng ở trong cái máy ảnh số là một cái thứ rất là khó cứu vãn. Và trong video clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các cái công cụ để phát hiện nhanh dư sáng để xử lý ngay tại hiện trường. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh ZShop TV, nơi các bạn có những thông tin cập nhật nhất về thiết bị ngành ảnh, kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật nhiếp ảnh. Điều đầu tiên mà ai cũng biết đó là chúng ta kiểm tra lại, preview lại cái hình vừa mới chụp ra. Cái hình này thì giúp chúng ta cũng sơ bộ kiểm tra được cái độ sáng tối. Tuy nhiên thì hãy lưu ý rằng là cái độ sáng tối của cái màn hình chúng ta lại có thể chỉnh được. Và có thể chúng ta chỉnh cho nó quá sáng ở ngoài trời mà trong nhà thì lại chỉnh quá tối, và vì vậy cho nên không phản ánh được trung thực. Các bạn hãy vào trong phần menu và phần setup và chuyển qua cái phần monitor brightness. Ở đây các bạn hãy tránh xa cái chế độ ô tô vì nó sẽ nhảy rất là lung tung, và chúng ta chuyển qua chế độ manual. Thì mặc dù là tùy khẩu vị thôi, các bạn muốn sáng hơn hay tối hơn, nhưng các bạn cũng hãy lưu ý là khi chúng ta để mức độ 0 thì nó phản ánh trung thực nhất cái tông sáng mà chúng ta nhìn cái hình preview. Cái điểm thứ hai mà chúng ta có thể theo dõi đó là cái histogram. Ở đây khi mà chúng ta nhìn trên cái biểu đồ histogram thì đây là cái phần tối nhất và đây là cái phần sáng nhất. Với cái hình cụ thể này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái dường như là cái lượng dữ liệu nó chạy nhiều qua bên phải và nó trèo lên trên tường bên phải. Điều này nó sẽ báo trong cái khung hình nó sẽ có những cái khu vực cháy sáng, mặc dù trên histogram này thì chúng ta không thấy cháy sáng ở chỗ nào. Và nếu như chúng ta kiểm tra cái phần là nó có bị blown out highlight, tức là highlight clipping, tức là cái phần cháy hay không, thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái khu vực và nhìn thấy rất là rõ ràng trong khung hình nó bị cháy sáng. Làm sao để có thể hiển thị được thì trong chiếc máy cụ thể, chiếc Nikon này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao. Khi mà chuyển qua cái phần playback menu vào phần Playback Display Option, và tôi cho rằng tất cả các máy khác đều có thể chúng ta điều khiển được cái việc là máy sẽ hiển thị những thông tin nào, thì ở đây các bạn thấy là tôi đã tích vào cái nút là Histogram và tích vào nút Highlight, và như vậy thì khi mà chúng ta bấm vào, ví dụ như máy Canon chẳng hạn, khi mà chúng ta bấm vào nút Info hoặc là chiếc máy Nikon, nếu như chúng ta bấm nút lên xuống thì có thể xem được cái phần Histogram và phần highlight, báo highlight cháy, và đây là cái phần rất là quan trọng để giúp cho chúng ta phát hiện được là có cháy hay không và cháy ở khu vực nào. Và như các bạn thấy đấy, bằng cái việc là nhìn trước màn hình này, nhìn histogram này hoặc là nhìn cái báo highlight này thì các bạn có thể phát hiện ra được cái khu vực cháy ở trong khung hình. Tuy nhiên thì trong một số cái bối cảnh mà cái dynamic, cái độ tương phản nó quá cao đi, tức là có những khu vực rất tối và rất là sáng trong khung hình, và bằng một phát chụp thì chúng ta không thể nào mà có thể cứu được cả hai vùng tối và vùng sáng, và đôi khi chúng ta sẽ phải hy sinh một chút xíu. Thế thì chúng ta hãy lưu ý là mặc dù là cái hình nó có báo cháy sáng hay histogram, tuy nhiên chúng ta hãy lưu ý rằng là cái khu vực cháy sáng không được nhiều quá. Ví dụ như các bạn có thể thấy những cái hình minh họa ở đây, tức là cái khu vực cháy sáng nó nhiều quá, nó mất chi tiết, làm cho chúng ta thấy là cái hình nó giống như là chụp bằng điện thoại di động vậy. Hoặc là nếu như nó cháy sáng nhỏ thôi, nhưng nó cháy sáng ở những khu vực rất là quan trọng, ví dụ như là ngay cái phần bông hoa màu trắng, hay là cái sống mũi, hay là cái áo trắng chẳng hạn, thì đây là những cái khu vực rất là quan trọng và không được phép cháy sáng, thậm chí chúng ta sẽ phải chụp hơi thiếu sáng một chút và sử dụng hậu kỳ để làm sáng những cái phần shadows lên. Như vậy thì cái quan trọng nhất đó là gì? Đó là phát hiện xem cái khu vực cháy sáng có hay không, nhiều hay ít, và có nằm ở trong những vị trí quan trọng hay không để chúng ta có thể xử lý tốt được vấn đề. Một cái điểm quan trọng mà tôi muốn trao đổi với các bạn đó là cái hình mà các bạn nhìn thấy đằng sau màn hình này là cái file JPEG. Và cho dù chúng ta có chụp bằng file RAW đi chăng nữa thì cái sự hiển thị ở đây cũng là file JPEG. Và như vậy thì có nghĩa là nếu như nó có cháy sáng một chút đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể về hậu kỳ xử lý file RAW rất là tốt. Và nếu như các bạn thấy cái thông tin ở trên histogram nó trèo lên bức tường bên phải, trèo một chút thôi, trèo một nửa thôi, thì tôi đảm bảo với các bạn rằng là khi mà chúng ta xử lý file RAW có thể xử lý được vấn đề cháy sáng một cách rất là ngoạn mục. Và như vậy thì trong những trường hợp mà chụp với cảnh ánh sáng phức tạp hay là chụp thiên nhiên chẳng hạn thế, thì việc chụp file RAW là một điều kiện rất là quan trọng. Chúc các bạn có những cái thao tác hợp lý trên máy ảnh.
thao tác hợp lý về mặt hậu kỳ để có thể có một bức hình hài hòa nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.